Hôm ấy khi đang đi trên đường đi làm về, bốn mắt bất chợt nhìn thấy một chiếc đồng hồ Rolex sáng bóng nằm dưới đất. Anh ta cẩn thận đưa mắt check map rồi dứt khoát áp dụng định luật nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi, thì đột nhiên một thanh niên từ dưới đất chui lên ngăn lại. Vì cả hai cùng nhặt được món đồ nên theo lý họ sẽ phải chia đều làm hai. Và để cho công bằng thì thanh niên nói rằng cái đồng hồ nhìn sơ qua cũng còn khá mới, nếu đem đi bán ít nhất cũng phải được 1.000 đô chứ chẳng chơi. Thế nên bốn mắt muốn lấy nó thì cứ việc đưa cho anh ta 500 là xong việc. Ai ngờ anh trai này lại chắc như đinh đóng cọc sông Bạch, đang muốn đảo ngược giao kèo với thanh niên. Thế là cả hai cùng đến tiệm cầm đồ để cầm cố chiếc đồng hồ. Đúng như đã hứa thì áo trắng chia cho bốn mắt nửa số tiền, còn mình giữ một nửa cùng giấy chuộc đồ. Tuy nhiên sau khi biết chiếc đồng hồ đó đúng giá phải được hơn 10.000 thì bốn mắt đã nảy sinh lòng tham một hai, đòi mua lại bằng được giấy chuộc từ anh thanh niên. Tưởng mình là gà nhưng hóa ra lại là cám chim. Bốn mắt hí hửng cầm giấy chuộc đến tiệm cầm đồ mừng thầm chuyến này lãi to rồi. Ai ngờ lúc này chủ tiệm lại đưa cho anh ta một chiếc đồng hồ rẻ tiền, khiến gã tá hỏa ngã ngửa không hiểu chuyện gì. Thì ra trước đó tay vua bịp giả ngu này đã cố tình dựng lên màn kịch và đưa cho bốn mắt giấy chuộc đồ giả. Thôi thì coi như đóng tiền học phí, lần sau ra đường đừng có tin người sái cổ như vậy nữa anh trai ạ. Hôm sau bịp Vương Tiểu Vĩ tiếp tục tìm kiếm một con mồi khác béo bở hơn, và lần này là một quá phụ giàu có sống với em trai mới từ Singapore sang đây để du lịch. Nam chính lại giờ bài cũ cấu kết gian thương đại đạo hấp diêm con heo đẩy bà già xuống biển. Họ dựng ra một vụ tai nạn rồi đột ngột xuất hiện để giải vây như một vị cứu tinh khiến cho cô ta ngưỡng mộ sát đất. Thế là người phụ nữ đã mời ân nhân đi uống trà sữa, hàn huyên tâm sự để thay lời cảm ơn. Quá phụ thắc mắc tại sao anh lại cạo trọc, làm Tiểu Vĩ bồi hồi xúc động nhớ về mối tình tuổi thanh xuân với cô bạn gái không may mắc bệnh ung thư. Hai người đã yêu nhau 16 năm, cùng nhau đi du học và thậm chí đã định ước ngày về chung nhà, nhưng rồi căn bệnh quái ác tìm đến, rồi chuyện gì tới cũng phải tới. Sau khi cô ấy qua đời anh đã rất đau buồn nên quyết định xuống tóc để tưởng nhớ về mối tình đầu đẹp đẽ của mình. Ai mà có ngờ màn diễn xuất của Tiểu Vĩ lại trôi chảy mượt mà đến thế, khiến phú bà bên này nghe xong câu chuyện cảm động liền tin sái cổ nức nở hai mắt thầm lệ. Cơ mà sự thật đằng sau chẳng qua là lừa bịp nhiều quá nên bị người ta cạo đầu cảnh cáo, chứ làm gì có cái gọi là mối tình 16 năm đâu cơ chứ. Thiệt là khốn nạn mà sư huynh à. Sau khi lấy được lòng tin từ đối phương, Bịp Vương ngay lập tức dẫn hai chị em nhà họ lên phố giải ngố, đồng thời không quên đưa cho cô ta chìa khóa căn hộ đầy đủ tiện nghi của mình. Nữ chính không những không nghi ngờ mà ngược lại còn rất cảm kích Tiểu Vĩ. Chiêu thức thả con tép bắt con tôm quả nhiên thật sự rất lợi hại. Thừa thắng xông lên, vua Bịp tiếp tục thả lưới mời mọt quá phụ cùng mình đầu tư một sòng bài mạt chược nho nhỏ. Để tin tưởng thì hai người sẽ cùng bỏ vào đó 1.000.000 đô, còn sổ sách sẽ do cô ta toàn quyền kiểm soát. Nữ chính thừa tiền cũng chẳng biết làm gì nên sau khi nghe Tiểu Vĩ thuyết phục mùi mẫn quá đành nhẹ dạ thử tập tành kinh doanh xem sao. Không ngờ song bạc vừa mới hoạt động, Tiểu Vĩ nhẩm tính sau khi trừ hết chi phí tính sơ sơ thì họ đút túi được một khoản kha khá, coi như phen này có muốn nghèo cũng khó rồi. Hôm đó, hai người đang đi ăn thì vô tình bắt gặp một tên đồng tính luyến ái đang nũng nịu với bạn trai. Ai ngờ đâu tên nửa nạc nửa mỡ này lại là người quen của Tiểu Vĩ, nhưng không hiểu hắn đã đắc tội gì mà lại khiến nam chính ghét cay ghét đến như vậy. Ngoài mặt thì niềm nở huynh đệ chúng mình vét cạn đáy chai dầu ăn cùng sướng cơ, mà bên trong lại âm thầm giao cấu mẫu thân 18 đời tên ống ẻo. Sau khi nhận lời chơi mặt trược với hắn, Bịp Vương ngay lập tức vạch ra một mưu đồ đen tối để chấn sạch tiền gã ta. Kế hoạch là anh sẽ cùng với quá phụ và sư tỷ của mình thông đồng với nhau để hạ bệ hắn ngay trên bàn mặt trược. Sư tỷ của Tiểu Vĩ vốn là một cao thủ bạc bịp nên nhiệm vụ của họ chỉ việc cung cấp bài để cô ta giành chiến thắng. Nếu ba người cấu kết thành công thì tên kia chắc chắn chẳng còn cái quần xà lòn để mà mặc. Tuy nhiên nữ chính có một thắc mắc, đó là làm cách nào để họ có thể biết sư tỷ đang chờ bài gì để cung cấp. Cái này thì bắt buộc cô phải tự nhớ lấy bàn tay mặt của tôi. Nếu thấy nắm lại như cái đấm thì tức là đang chờ tròn. Nếu chia bàn tay ra là đang chờ sọc, còn nếu để cánh tay xuống như vậy có nghĩa là đang chờ quân vạn. Ngoài ra họ cũng cần phải chú ý đến bàn tay trái của sư tỷ nữa. Nếu ngón trỏ và ngón giữa tách ra thì là chờ 147. Nếu ngón giữa hay áp út tách ra có nghĩa là cô ta đang chờ 2 năm tác. Tương tự ngón út tách ra thì tức là đang cần 367. Quá phụ lại tiếp tục băn khoăn, nếu như họ không lấy được bài tốt thì sư tỷ ra hiệu cũng đâu có ích gì. Mấu chốt nằm ở chỗ ngay khi họ bắt đầu cuộc chơi thì lúc sao bay phải nhanh tay lựa được 8 quân bài chủ chốt và nhất định phải khống chế được nó trong lòng bàn tay không để cho đối thủ bắt được. Hơn nữa phải làm sao cho thật tự nhiên. Tay trái giao qua còn tay phải giao lại đưa lên kéo xuống thật nhuần nhuyễn, có như thế kế hoạch mới không đổ bể được. Đúng như dự tính, ba người liên tục mớm bài cho nhau phối hợp rất ăn ý, chẳng mấy chốc bòn sạch túi của tên lẹo cái. Hắn cay cú đang định bỏ về thì liền bị Tiểu Vĩ lôi kéo ở lại. Ngã ở đâu gấp đôi chỗ đó, nhà cái uy tín tới từ Hồng Kông đây sẽ cho anh mượn 1.000.000 để gỡ gạc, yên tâm mà chơi nhé. Nữ chính cảm thấy áy náy không muốn lừa người ta nữa, nhưng vua bịch bên này cứ năn nỉ ỉ ôi khiến cô cũng chẳng còn cách nào khác. Anh chàng đồng tính thơ ngay khi này vẫn mảy may chưa biết chuyện gì, ký tiếp nhận tiền xong là lại lập tức lao vào sát phạt chứ nghỉ ngơi gì tầm này. Kịch bản vẫn tương tự như từ ban đầu, ba đấu một đương nhiên là không chột cũng que, và cứ thế anh ta không thể địch lại nên rồi số tiền 1.000.000 cũng vì thế đã không cánh mà bay.
Đúng lúc này thằng cha lẹo cái bất ngờ phát giác ra mánh khóe của ba người họ. Gã ta cay trứng cút lập tức lồng lộn lên định ăn thua đủ với sư tỷ nhưng lại bị đám bảo vệ ngăn chặn. Đến khi bình tĩnh rồi thì cũng chẳng thấy bóng dáng của nữ bạc bịp cùng số tiền đâu nữa. Tiểu Vĩ bây giờ mới tá hỏa, không lẽ mụ ta lại đâm sau lưng mình như thế. Thật đáng ghét mà, cô cứ ở yên đây để tôi lơ cổ nó về hỏi tội. Ai mà có ngờ toàn bộ sự việc vừa rồi đều do một tay Tiểu Vĩ sắp đặt, Bịp Phương cùng tay lẹo cái và sư tỷ thực chất đều là anh em kết nghĩa với nhau. Màn kịch mà họ dày công dựng lên đã dễ dàng đánh lừa được quá phụ lắm tiền nhiều của. 1 triệu mà chia ba người thì tha hồ mà ăn chơi nhảy múa. Lần này chúng ta phát tài rồi. Nhưng mà hình như đống tiền này có gì đó lạ lắm vì số series trùng nhau hết cả. Thôi xong, bị lại con nhỏ đó sỏ mũi rồi. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn nữa. Quá phụ ngay từ đầu đã biết Tiểu Vĩ có ý đồ xấu nên đã đề phòng. Giấy nợ đã ký rồi còn tiền thì cũng đã cầm đi. Ai kêu từ đầu không kiểm tra kỹ làm chi, bây giờ có muốn kiện cô ta dùng tiền giả cũng chẳng được nữa. Không những không lừa được mà ngược lại còn trở thành những con nợ của phú bà. Cao thủ quả thật đúng là cao thủ. Nếu trong vòng 1 tuần mà Bịp Phương không trả đủ 1 triệu thì xác định xuân này con không về là vừa. Hôm sau gã lẹo cái lại tìm đến văn phòng để thương lượng về món nợ. Nữ hóa phụ bảo anh về nói với Tiểu Vĩ chuyển nhượng 50% cổ phần của sòng bạc qua thì coi như hòa nhau, nhưng tay này nhất quyết không chịu. Lẹo cái cho rằng bản thân là người ký nợ nên phải trực tiếp đứng ra chịu trách nhiệm. Tiền mặt thì anh ta không có, cơ mà lại có một ông chú từ bền mới về cực kỳ giàu có đã thế còn khu khờn, nên chi bằng hai người cùng gạt tiền lão ta để trừ nợ, coi như đôi bên sẽ cùng có lợi. Nữ chính bán tin bán nghi nhưng cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Thế là hai người lại ngồi vào bàn cào bài xem ai đỏ hơn. Chơi được một lúc thì ông ta đã thua hơn 1 triệu. Vừa mới đi chợ thì đã hết tiền. Lão chọc phú cay cú quay sang mượn đối phương thêm 1 triệu tiền mặt để chơi tiếp. Sau khi xác định tờ ngân phiếu là thật và tài khoản của ông ta cũng còn hơn 5 triệu thì hóa phụ mới đồng ý cho lão mượn tiền. Vì sắp đến giờ phải về ăn cơm với vợ nên gã đề nghị ván này hãy chơi tất tay. Ai mà có ngờ ông chú lụ khủ sắp sửa xuống lỗ này lại là một cao thủ bịp bợm. Mặc cho đối thủ tiểu xảo đổi bài, ông ta vẫn dễ dàng chiến thắng một cách dễ dàng. Đến khi gã vừa đi thì trợ lý của quá phụ mới hớt hải gọi điện báo rằng số tiền trên tờ ngân phiếu đã tự động biến mất rồi. Hóa ra ông chú này lại chính anh lớn của nhóm Tam Ca chuyên đi lừa đảo mà trước đó Tiểu Vĩ trong lúc thất vọng đã đi tìm kiếm và nhờ tới sự giúp đỡ của đại ca. Nhờ vậy mà món nợ của họ coi như được xí xóa. Tao đã dạy chúng mày thế nào hả? Ra ngoài làm ăn thì chỉ nên gạt những gã giàu có ác nhân thất đức chứ sao lại đi gạt một người phụ nữ yếu đuối như vậy chứ? Đại ca à, con mụ này mà yếu đuối cái gì chứ? Nó làm mẹ em còn được đó anh Long à? Thôi thì gặp nhau cũng là cái duyên, đều là đồng nghiệp trên giang hồ cả nên coi chuyện cũ ta bỏ qua, cùng nhau hợp tác làm ăn sẽ tốt hơn. Vừa hay đại ca đang nhắm đến một mục tiêu rất béo bở. Hắn ta là chủ tịch tập đoàn cho vay nặng lãi khét tiếng không từ thủ đoạn nào. Đấm đàn ông có thay hay đơm thằng mù biết nhìn đường thì gã cũng dám làm. Thằng cha đó chẳng những ăn thịt mà còn nhai luôn cả xương đã, vậy lại hà tiện cộng thêm háo sắc, đúng là combo cạn bã của xã hội. Thế nên bọn họ phải thay trời hành đạo trừ hại cho dân là việc tốt người tốt. Biết tên này mấy gái số 2 không ai số 1 nên cả nhóm đã tiến cử sư tỷ có nhiệm vụ quyến rũ hắn. Quả nhiên vừa trông thấy cô nàng trong bộ đồ thiếu vải thì hai con mắt của Mồm Lông đã sáng rực như đèn pha ô tô. Tên dê cụ cứ thế tiến đến gạ gẫm làm quen rồi viện cớ để được đưa nữ nhân về nhà. Gã cho vay nặng lãi đang định giở trò đồi bại với sư tỷ thì đột nhiên lẹo cái đạp cửa bước vào. Lần này anh ta đã được đạo diễn xếp cho vai mới đó là tay bạn trai Vũ Phu làm cảnh sát của sư tỷ. Hai người diễn xuất quỷ nhập thần khiến cho đối phương dù không muốn nhưng cũng phải tin đó sự là thật. Thấy họ cơm không lành canh cũng chẳng ngọt khiến lão định đập cướp hoa xúi dục sư tỷ bỏ gã bạn trai, nhưng khổ nỗi chưa có lý do nào hợp lý cả. Tối đó Tiểu Vĩ lại hóa thân thành em trai của sư tỷ đến mượn tiền chị để làm ăn. Thấy bạn gái đang ấp úng nên lão ra đây tiện sĩ diện bảo rằng mình sẽ giúp đỡ cho cậu ấy với điều kiện phải có thứ gì đó giá trị để thế chân. Vừa hay đại ca của Tiểu Vĩ lại có một món châu báu có thể đem ra để giao dịch. Nếu như kết quả kiểm định nói rằng đó là hàng thật thì hắn sẽ cho mượn tiền. Thế là bọn họ quyết định tối nay sẽ gặp mặt ở nhà sư tỷ. Tranh thủ lúc mấy người kia chưa tới thì tên dê cụ bắt đầu la liếm nữ nhân rồi dụ dỗ cô lên giường, ai ngờ đang sắp sửa được nướng nhờ củ khoai lại bị nhóc mập phá đám đòi gọi cảnh sát. Sư tỷ thấy thế thì cầm chổi lông gà tét đít thằng bé làm nó sợ hãi chạy ra ban công. Gã chủ tịch hớt hải đuổi theo định ngăn nó lại nhưng không may bị trượt chân khiến thằng bé hoảng sợ cứ thế gieo mình xuống dưới. Lúc lão tỉnh dậy thì đã thấy nó nằm yên bất động rồi và phen này có vẻ nguy to rồi. Nhóc mập vừa mới ngã lầu là cháu trai sư tỷ nên nếu để nhỏ em họ mà biết được thì chắc chắn sẽ rất phiền phức. Thế là cả hai đã quyết định giấu thi thể vào trong ngăn bếp rồi từ từ tìm cách đối phó. Lúc này phía bên kia cũng đã đến để giao dịch nhưng khi xuống tới nơi thì lại chẳng thấy ma nào ở đây cả. Trong vali của lão hiện giờ chỉ toàn tiền âm phủ, còn nữ nhân thì cũng đã lặn mất tiêu rồi. Thì ra ban nãy nhóc mập đã diễn một vở kịch quá hoàn hảo làm tên này sợ chết khiếp, thừa cơ hội cho Tiểu Vĩ nhanh tay trộm đi toàn bộ số tiền của gã tiện nhân. Quá cây cú hắn liền cho thuộc hạ tìm bọn họ để thanh toán nhưng lại bị hai tên đệ tử giã cho một trận lên bờ xuống ruộng.
Không những thế, đại ca quả thật rất cao tay khi quyên góp một nửa số tiền vừa lừa được vào quỹ của sở cảnh sát nhằm mục đích kết thân với cảnh sát trưởng. Xem ra bây giờ đám cho vay muốn động đến một cọng tóc của họ cũng chẳng được nữa rồi. Hết cách, lão già đành phải mời một cao thủ từ Đài Loan từng là kỳ phùng địch thủ với anh Long để lấy lại danh dự. Một bên sẽ dùng tiền mặt, còn một bên sẽ dùng giấy nợ để cá cược. Sau nhiều ván liên tục bỏ bài thì đại ca cũng đã quyết định chơi một ván tay đôi. Tên lùn rất tự tin tố hết đống giấy nợ trên bàn làm cho Bạch công tử khá hoang mang. Tuy nhiên sau một hồi suy nghĩ đắn đo, anh ta đã quyết định theo hết số tài sản mang theo. Hai bên lần lượt mở bài, đối thủ hưng phấn tưởng rằng mình đã thắng với xám cô đầm, nhưng cứ từ từ rồi khoai cũng sẽ nhừ đã. Ba lá đầm của anh cũng lớn đấy cơ mà, rất tiếc tôi lại có thùng phá sảnh đây này. Hai tên cay cú ra hiệu cho đồng bọn xông lên dàn cảnh cướp tiền, nhưng ai ngờ chúng lại là người của Bạch công tử. Nam chính nhanh tay trực tiếp đốt hết đống giấy nợ trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của lão già ác ôn. Tên lùn giận tím người định bắn lén sau lưng để trả thù, ai ngờ bị đại ca tặng cho mấy viên kẹo đồng nhân quyền và người chết ngay tại chỗ. Sau đó anh lại đưa khẩu súng cho tên tiện nhân cầm nhằm vu oan giá họa đổ tội cho hắn. Lúc họ vừa rời đi thì cảnh sát cũng đồng loạt ập tới. Tang chứng vật chứng quá rõ ràng khiến tên trâu già khoái gặm cỏ non không thể tài nào thoát tội. Đúng là ác giả ác báo, làm việc xấu thì chắc chắn phải trả giá mà thôi. Cơ mà có làm thì mới có ăn nha các bạn, có cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo thì vẫn là ăn cắp phạm tội mà thôi. Hãy sống thật sống mà mang tiền tươi về cho mẹ chứ đừng mang tiền tệ tiền án nhé. Và tránh xa mấy thằng liều gia huynh đấy à.